đô về đây. Như vậy, sau hàng trăm năm là kinh đô của Đại Việt, thành Thăng Long đến đây đã được đổi tên là thành Đông Đô. Tránh ra, ôi, nhiều gỗ quá. Ta nghe là triều đình đang chờ đến An Tôn để xây thành. Đúng vậy, ở thành An Tôn rất lớn, nghe nói trong vòng 3 tháng đã xây xong, quy mô thực không kém kinh thành Thăng Long ta đâu. Sắp tới triều đình cho rời đô về An Tôn, ta còn nghe Thăng Long sẽ được đổi tên thành Đông Đô, để phân biệt với Tây Đô là An Tôn nữa. Chúng ta sắp không còn là người Kinh Kỳ nữa rồi. Đúng vậy, các điện trong kinh thành Thăng Long đang được dỡ ra để chuyển vào An Tôn đấy. Rồi cái kinh thành này sẽ bị hủy hoại mất thôi. Trước đây Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La là bởi ngài biết đây là vùng đất thịnh vượng nhất nước ta, không có nơi nào có thể sánh kịp. Bây giờ triều đình cho rời đô về nơi hẻo lánh ở An Tôn là sao? Tất cả là do quan Lê Quý Ly quyết định. Ta ngờ rằng sau khi nhà vua đồng ý rời đô, kiểu gì cũng bị cướp ngôi. Kiểu ngôi? Sao có thể nói những câu như thế giữa bản dân thiên hạ? Ông có biết đã có bao nhiêu người chết vì vạ miệng như ông rồi không? Mấy người kia tụ tập bàn tán cái gì thế hả? Đi. Nào, dỡ bức tượng kia xuống, nhẹ nhàng thôi. Chúng thảo dân đến từ Hương Tử Liêm và Châu Hồng, được lệnh của triều đình đến vận chuyển vật liệu từ kinh thành vào An Tôn, xin đại nhân sai bảo. Tốt lắm, các người đã đến rồi, nghe ta giao việc đây. Người Hương Tử Liêm lấy gạch ngói, gỗ lớn vừa dỡ được ở điện Thụy Trương. Còn người ở Châu Hồng thì chở gạch và gỗ vừa dỡ ở điện Thiên An. Tất cả đều phải vận chuyển vào An Tôn, phục vụ việc xây dựng kinh thành mới. Các người hãy mau mau cắt đặt trai tráng làm ngay đi. Bẩm đại nhân, thảo dân nghe nói ngoài biển sắp có bão lớn. Nếu chuyển đồ vào thời gian này, e rằng vật liệu quý sẽ bị bão nhấn chìm ngoài biển mất ạ. Chuyện này các ngươi không phải lo, hãy làm ngay đi. Dạ. Bão đến rồi. Dạ bẩm, thuyền chở vật liệu từ kinh thành vào đến An Tôn đã bị nhấn chìm rồi. Hả? Để xây dựng kinh đô mới ở An Tôn, Thanh Hóa, Lê Quý Ly đã cho tháo dỡ một số cung điện trong cấm thành. Việc này là một nhà cải cách táo bạo và kiên quyết trong lịch sử. Lê Quý Ly có những quan điểm rất thực tế và sắc sảo trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1396, ông cho tiến hành định lại phép thi cử. Đặc biệt, để tuyển chọn người thực tài, Lê Quý Ly cho bãi bỏ phép thi ám tả cổ văn. Lối thi cử đã tồn tại từ lâu dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. Là luận ngữ? Người đang đọc luận ngữ sao? Dạ bẩm, đúng vậy ạ. Học trò đang học thuộc lòng và chép lại các chương trong luận ngữ để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch ám tả cổ văn sắp tới, thưa đại nhân. Được, để ta kiểm tra xem ngươi hiểu thế nào về câu mà ngươi vừa học. Học trò chỉ biết phải học thuộc và chép lại y nguyên những nội dung của cổ nhân. Và lại thi sát hạch chỉ yêu cầu viết đúng mặt chữ thôi ạ. Ngươi có học mà không có hành, chỉ biết nhại lại theo miệng người khác, không có chút suy nghĩ hay hoài nghi gì sao? Dạ bẩm, những gì Khổng Tử nói đều đúng cả, sao học trò dám nghi ngờ ạ? Luận ngữ không phải là chỗ nào cũng là khuôn vàng thước ngọc. Người học phải biết đào sâu, biết phê phán và giải thích theo cách riêng của mình, chứ có theo bước danh gia Tống Nho đi vào lý thuyết mông lung nhiều mà không chú trọng đến thực hành. Học trò... Bẩm quan phụ chính, các quan trên dưới vừa bàn định xong các quy chế về kỳ thi tuyển chọn người tài sắp tới, trình quan đồng bình xem xét. Hãy cho bỏ kỳ thi ám tả cổ văn đi. Sao có thể như vậy được ạ? Phần thi ám tả cổ văn là kỳ thi truyền thống đã có từ lâu rồi.
Các ngươi phải có cái nhìn khoáng đạt hơn về việc tuyển chọn người tài đi. Giáo dục phải gắn với thực tế, chớ chọn về những kẻ sĩ. Học thì rộng, nhưng tài thì kém, chỉ biết học vẹt. Cha nói rất phải ạ. Cách học tập lâu nay của các nho sĩ chỉ là mặc nhiên chấp nhận những khuôn mẫu, thậm chí còn không biết xem xét, chọn lọc để vận dụng vào cuộc sống. Học thi như thế thì triều đình cũng không thể chọn được người thực tài. Con nghĩ không chỉ bỏ kỳ thi ám tà cổ văn, mà còn phải đưa kỳ thi làm tính vào nữa. Hay, hay lắm. Bẩm, việc đổi lệ thi quá đột ngột như vậy e không ổn. Thôi được, các người hãy bàn cho kỹ, rồi trình lên đây. Thay đổi phép thi các huynh à? Sẽ thi theo thể văn 4 kỳ. Kỳ thứ nhất thi kinh nghĩa, kỳ thứ hai thi thơ phú cổ thể, kỳ thứ ba thi chiếu chế, biểu, kỳ thứ tư thi văn sách, ra đề thì theo kinh, sử hay thời sự. Ta còn nghe triều đình muốn đưa cả thi làm tính, chắc vẫn chưa thống nhất được nên chưa thi đấy. Với tầm nhìn xa trông rộng cùng quan điểm xây dựng một nền giáo dục thực tiễn, những Lê Quý Ly là người hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Nối tiếp những cải cách về giáo dục năm 1396 như định lại lệ thi cử, bỏ lối thi ám tả cổ văn, năm 1397 ông lại tiếp tục ra chiếu khuyến học nhằm khuyến khích mở rộng việc học ở các địa phương để chọn người ưu tú cử lên triều đình thi tuyển. Sắp tới, ta dự định sẽ ban hành một số chính sách về giáo dục xuống tận các làng xã. Còn một số vấn đề nghĩ chưa thông nên có chút lo lắng. Cha, nhân hôm nay đi qua ngôi làng này, con muốn mời cha đi gặp một người. Ông ấy là thầy đồ nổi tiếng một vùng, đã đào tạo được nhiều học trò giỏi ạ. Ngọc bất trác, bất thành lý, nhân bất học, bất chi lý. Chào thầy ạ. Lê Quý Ly, có phải quan phụ chính Lê Quý Ly không? Nguyễn Phi Khanh là ông à? Hai người biết nhau sao? Phải, ông ấy chính là con rể của Trần Nguyên Đán và cũng được coi là thông gia cùng dòng tộc ta. Không ngờ lại được gặp ông ở đây. Trước kia, ông đỗ thái học sinh dưới thời tiên đế, nhưng không được trọng dụng. Tôi rất tiếc. Nay gặp lại, tôi rất mừng. Có gì đâu, tôi không gặp thời nên không được làm quan. Vậy thì cố làm tốt một người thầy đào tạo được trò tốt, học trò sẽ thay mình ra giúp đời. Tôi nghe giờ ông là thầy đồ một vùng, tôi đang có một số chính sách khuyến khích giáo dục xuống các địa phương. Nhân gặp ông ở đây coi như là trời giúp tôi rồi. Đúng là việc giáo dục ở các địa phương cũng vô cùng quan trọng, triều đình phải chú trọng mới được. Đúng vậy, đào tạo nhân tài từ tấm bé, giống như chúng ta gieo trồng một hạt mầm vậy. Chỉ cần cẩn thận chăm bón thì ắt một ngày sẽ thu được quả ngọt. Vì vậy mà muốn có được những nhân tài xuất chúng, phải có những chính sách giáo dục tích cực xuống tận các địa phương, vì nhân tài ở đó mà ra cả. Tôi biết Lê Đại Nhân rất quan tâm đến giáo dục, nhưng không ngờ ông lại có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc về việc đào tạo nhân tài như vậy. Được, việc này tôi sẵn sàng giúp sức. Vâng mệnh trời ban, hoàng đế chiếu viết. Đời xưa nước nhà đã luôn tỏ rõ giáo hóa, giữ gìn phong tục, ý chẫm rất chuộng như vậy. Nay quy chế ở kinh đô đã đủ, mà ở châu, huyện thì có thiếu. Làm thế nào rộng đường giáo hóa cho dân? Nên lệnh cho các phủ lộ đều đặt một học quan, ban cho ruộng công theo thứ bậc khác nhau. Phủ châu lớn thì 15 mẫu, phủ châu vừa thì 12 mẫu, phủ châu nhỏ 10 mẫu để chi dùng cho việc học trong phủ châu mình. Các quan hãy dốc sức dạy bảo học trò cho thành tài nghệ. Có thể thấy, không chỉ là một nhà chính trị đầy tham vọng, Lê Quý Ly còn là người có học vấn cao và có tài văn chương. Với tư tưởng đề cao văn hóa giáo dục, ông đặc biệt tâm huyết với chữ nôm và đã có những cải cách tích cực, có phần thúc đẩy nền văn học thành văn của dân tộc, khuyến khích việc sử dụng ngôn ngữ thuần Việt trong sáng tác. Bẩm Thượng Hoàng, tháng trước thần có dâng lên sách Minh Đạo gồm 14 chương do thần tự tay soạn bằng chữ nôm.
trong đó đề cập đến nhiều vấn đề như bàn về nho giáo và việc canh tân đất nước. Không biết Thượng Hoàng đã có thời gian xem qua chưa? Chậm đã xem rồi. Khanh luôn là người có cái nhìn và ý tưởng canh tân rất táo bạo, thậm chí dám phá bỏ những khuôn vàng thước ngọc thường có. Chưa biết khi thực hiện sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng chậm rất trân trọng một con người dám nghĩ dám làm như Khanh. Đội ơn bệ hạ đã ủng hộ và tin tưởng thần. Sắp tới thần có dự định sẽ dịch nhiều cổ văn từ chữ Hán sang chữ Nôm để khuyến khích việc dùng chữ Nôm hơn nữa. Đây là việc thần đã canh cánh từ lâu và nhất định sẽ làm cho bằng được. Đây là sách mà thần đã dịch ra chữ Nôm cho bệ hạ học. Đó là Thiên Vô Giật, là một thiên trong sách Thượng Thư do Chu Công Đán soạn ra. Bệ hạ biết Vô Giật là gì không ạ? Chậm không biết. Vô Giật nói ngắn gọn tức là không lười biếng. Thần làm vua một nước chớ có nghĩ đến việc an nhàn. Bệ hạ phải chăm lo chính sự, hiểu nỗi khó nhọc của dân. Đây là sách giải thích kinh thi bằng chữ Nôm có phải không? Đúng thế. Lâu nay ông bỏ nhiều thời gian dịch cổ văn từ chữ Hán ra chữ Nôm để truyền bá ra ngoài. Ta luôn nghĩ người Việt có chữ Nôm thì nên dùng chữ viết riêng của mình để có nền văn hiến độc lập so với phương Bắc. Vậy mà đám người không hiểu chuyện vẫn luôn cho rằng ông không làm được gì, chỉ tiếm quyền vua chúa. Nếu ông không lo cho dân cho nước, sao phải nhọc lòng như vậy? Bà quan tâm gì đến mấy cái lời đó? Sứ mệnh của người đứng đầu đất nước không phải làm lợi cho một bộ phận, mà phải tạo sức đẩy cho cả dân tộc. Tôi vẫn cố gắng làm đây. Ngày mai bà hãy mang số sách này vào cung, sai nữ sư dạy hậu phi và cung nhân cùng học. Hôm nay là ngày đầu các cung nhân được dạy kinh thi bằng chữ Nôm. Sách ấy do chính phụ chính Quý Ly soạn đấy. Ta nghe Lê Quý Ly đại nhân rất tâm huyết với việc phổ biến chữ Nôm. Như năm ngoái, ông ta còn tự dịch Thiên Vô Giật trong sách Thượng Thư ra chữ Nôm để dạy nhà vua đấy. Đúng vậy, ta nhớ rồi. Đúng là ông ta rất biết lo cho đất nước. Ông ta được Thượng Hoàng tin dùng như vậy không phải là không có lý đâu. Là một trong số ít người tâm huyết với chữ Nôm, Lê Quý Ly coi việc sử dụng chữ Nôm là một... Cuối thời Trần, tình hình xã hội rối ren, trong nước có nửa số dân là sư sãi. Các chùa chiền được sở hữu một số lượng ruộng rất lớn. Để hạn chế tăng đạo, tăng cường lực lượng dân đinh, tăng thu thuế và tuyển lính, Lê Quý Ly đã cho sát hạch kinh giáo đối với tầng lớp tăng lữ, đồng thời ra chính sách buộc các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. Đại nhân, phải tìm chỗ trú thôi, bão lớn lắm. Được, hãy tới ngôi nhà đằng kia xin trú nhờ. Chúng tôi đang đi đường thì gặp cơn bão lớn, này có thể xin vào nhà trú nhờ được không? Mời vào, mời vào. Đa tạ. A Di Đà Phật, mời thí chủ ngồi. Nhà ta đang làm lễ gì sao? Dạ không phải, các sư thầy ở đây đều là con trai tôi về thăm nhà. Con trai à? Tôi sinh được 4 người con thì đều cho 4 người vào chùa làm sư cả. Mọi khi chúng tôi tu tập trong chùa, hôm nay là ngày dỗ cha mới xin về thăm mẹ. Ồ, đàn ông trong nhà đều đi tu hết, vậy ai ở nhà lo việc cày cấy, nộp thuế cho đất nước? Ai là người đi lính giúp triều đình đánh giặc nếu có ngoại xâm? Bây giờ nhiều người xin vào chùa làm sư sãi hết rồi. Cũng tốt, chùa chiền mọc lên ở khắp nơi, ruộng đất của nhà chùa nhiều như vậy, các con tôi vào chùa làm sư sãi, vừa cấy cày sản xuất, vừa không phải lo cái ăn, không cần nộp thuế, cũng không phải đi lính nữa. Con nghe trong nước có đến một nửa số dân là sư sãi. Điều này có lẽ cũng không phải là nói quá, phải không cha? Cũng là do tình hình xã hội rối ren, nhiều kẻ lợi dụng đức Phật xin vào chùa để trốn đi lính, trốn thuế, nên tăng lữ xuất hiện nhiều. Có lẽ triều đình phải quản lý chặt chẽ hơn đối với tầng lớp tăng lữ, không thể để tăng lữ trong chùa quá nhiều như vậy được.
Giặc Minh đang làm lè bờ cõi, cả nước phải góp sức chuẩn bị chống giặc ngoại xâm. Ta phải ra một biện pháp cứng rắn để ngăn chặn việc nhiều kẻ lợi dụng nhà chùa để trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Vậy cha định làm gì ạ? Phải cho mở một kỳ thi kinh giáo để sát hạch trình độ học vấn của các nhà sư. Những người không đủ tiêu chuẩn sẽ phải hoàn tục, nhất là những người dưới 50 tuổi đều phải hoàn tục hết. Từ nay, chỉ những người thi đỗ kinh giáo mới được làm đương đầu thủ chi cung, chi quán, chi tử. Nhưng dân ta coi trọng đạo Phật như vậy, e rằng việc này sẽ gây nên phản ứng. Việc này khó mấy cũng phải làm. Tháng Giêng năm Bính Tý 1396, triều đình xuống chiếu sa thải các tăng đạo chưa đến 50 tuổi trở xuống bắt phải hoàn